Vâng, thưa quý vị và bạn, đây là quả lê ghép giữa lê VH6 và lê Tai Lung Đài Loan của anh Giàng A Phử, xã Giang Ma, huyện Tam Đường. Quả lê này thì được thị trường rất là ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp, chất lượng tốt hơn, ăn thì ngọt hơn. Được cán bộ nông nghiệp huyện và khách tham quan vườn lê gợi ý ghép cành của cây lê VH6 trên cây lê Tại Long Đài Loan để việc thụ phấn chéo giữa hai giống lê này được diễn ra trên cùng một cây, có thể cho ra quả lê mới chất lượng tốt hơn. Năm 2020, anh Phử đã tiến hành ghép cành cây lê VH6 trên cây lê Tại Long Đài Loan và kết quả năm 2022-2023, cành lê được ghép phát triển tốt, không bị chết, già hòa kết quả. Quả lê thu được có chất lượng tốt hơn hẳn các giống lê trước khi ghép. Thịt quả ngọt đậm, vị hơi chua, không quá mọng nước, thịt quả giòn, ít sạn hơn giống Tai Long Đài Loan. Ý tưởng mình thì cũng chỉ ghép được 2 năm thôi. Ghép được 2 năm nhưng mà cái này là do tự bản thân mình suy nghĩ ra để xem là nó kiểu quả nó có thụ phấn được với nhau để cho nó sai quả. Thì mình tự nghĩ như thế thì mình sẽ lấy cái loại lê xanh để ghép vào cái loại Tai Nông này. Đấy thì mình cũng không biết là nó sẽ hiệu quả như thế cơ, nhưng mà mình ghép vào là cái cây nó sẽ ra quả nó to bằng cái cây nông này và nó cũng sẽ ngọt hơn. Hiện gia đình anh Giàng A Phử có trên 70 gốc lê đã được 16 năm tuổi. Với kinh nghiệm trồng lê lâu năm cùng với sự ham học hỏi của anh, vườn lê của gia đình anh Phử luôn phát triển tốt, quả lê to và chất lượng hơn so với một số gia đình trong xã. Ở trung bình mỗi năm gia đình bán ra thị trường khoảng gần 2 tấn lê, thu nhập gần 50 triệu đồng. Mình đang có ý tưởng là mình sẽ ghép lại toàn bộ cái cây này, để một số cái cây này để lại, còn mình sẽ ghép lại một số lại cái cây này để hai loại nó hào hòa với nhau để nó thụ phấn mà nó sẽ ra cái quả nó sẽ khác biệt hơn. Thì quá trình vào nhà anh Giàng A Phử ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường thì tôi thấy là cái sáng kiến giữa ghép cái cây nê VH6 với lại cái cây nê Tai Nung Đài Loan thì nó đã thụ phấn chéo và nó đã tạo ra được một cái sản phẩm nê mới, tức là nó ứng dụng được cái nó phát huy được cái tính di truyền của cả hai cái giống nê VH6 và giống Tai Nung Đài Loan để tạo ra một cái quả nê nai nó có chất lượng tốt hơn. Và đây là cái sản phẩm của anh đấy mới thử nghiệm được 2 năm nay, nhưng mà nhiều cái nhà hàng, khách hàng người ta đến, người ta thăm vườn và người ta trực tiếp thì người ta đánh giá đây là sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng được thử cái giống này thì so với lại ăn được cái quả nê nai này thì nó tốt hơn hoàn toàn so với VH6 và Tai Nung Đài Loan. Việc ghép cành lê VH6 trên cây lê Tai Long Đài Loan được anh Phử thực hiện đầu tiên ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường. Đây là cách làm mới hoàn toàn và cho ra quả lê ngon, đẹp hơn hai giống lê trước khi ghép, được người tiêu dùng đánh giá cao. Từ việc ghép thành công giống lê đã giúp gia đình có thêm động lực mở rộng diện tích trồng, tăng thu nhập, hướng dẫn động viên các hộ dân khác cách làm để tạo ra quả lê chất lượng tốt. Sáng kiến này có thể áp dụng với tất cả các vườn trồng lê VH6, lê Tai Long Đài Loan trên địa bàn của tỉnh Lai Châu.